chào quý vị và các bạn. Chiều nay vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Với hướng di chuyển chủ yếu là hướng Tây Tây Bắc, tốc độ là từ 15 đến 20 km/h, thì ngoài việc gây ra thời tiết xấu trên biển, nó cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Dự báo là từ ngày mai đến ngày 24 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh xuống tới Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có những nơi còn trên 300 mm. Còn tại Kon Tum hay là Gia Lai có nơi mưa từ 100 đến 200 mm, có những nơi còn trên 250 mm. Còn tại Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa sẽ phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi còn trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Với khu vực Nam Tây Nguyên và xuống tới khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ 40 đến 70 mm, có những nơi còn trên 80 mm mỗi ngày. Đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Miền Bắc cũng sẽ có mưa từ nay cho đến ngày 26 tháng 9, nhưng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Hầu hết là dạng mưa rào ngắt quãng, lượng nhỏ, một vài nơi có mưa vừa, mưa to, đi kèm với dông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa cũng có gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng với khu vực vùng biển phía Nam, từ ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa thì gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời mưa dông, đề phòng với gió giật và dông lốc nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố vào ngày mai.